Các bạn thân mến, chào mừng các bạn đã quay trở lại với diễn biến của ván đấu thứ hai. Trận đấu diễn ra giữa Kim TV và Marine Esports trong khuôn khổ giải đấu đấu trường danh vọng mùa đông 2017 tuần thi đấu thứ bảy. Chúng ta vừa được chứng kiến một trận đấu mà Kim TV hủy diệt hoàn toàn trước Marine Esports, liên tục là một những con bài quá là cổ điển rồi, và Kim TV họ không quá khó khăn để giành chiến thắng trong game đấu vừa rồi. Nhìn chung thì việc mà không nắm kịp được meta game cũng như là chiến thuật nghèo nàn, đó là những điểm chính khiến cho Marine Esports liên tiếp nhận đến từ thất bại này đến thất bại khác. Họ sẽ có thời gian để suy nghĩ về điều đó khi mà lượt về bắt đầu. Còn ở lượt đi, việc mà họ có thể thắng được trước Game TV trong ngày hôm nay, tôi sẽ gọi đó là kỳ tích. Game đấu đầu tiên là một game đấu đánh dấu sự trở lại cũng như là sự bùng nổ đến từ các thành viên của Game TV. Họ chơi cực kỳ là với một tâm lý rất là thoải mái, và với chiến thắng vừa rồi thì lại một lần nữa tâm lý đè nặng lên vai của Marine Esports. Tâm lý đè nặng lúc này thì tôi vẫn gọi là tâm lý đè nặng thôi, chứ còn về cách lựa chọn đội hình và cách đánh của Marine Esports nó vẫn thế. Trong những cái ván đấu họ thua và đến ván đấu sau, chúng ta đều thấy rằng là họ vẫn y nguyên si một cái lối chơi. Và bây giờ thì những cái lượt cấm, Game TV cấm đi Oma, và nhiều khả năng họ sẽ có lựa chọn vào Malok trước khi còn mà Marine Esports buộc phải cấm đi Chauna. Và Zuka khóa luôn, không có quá nhiều sự băn khoăn đến các thành viên Game TV khi Zuka là người được chọn, thả ra là chọn luôn. Và họ thả Malok cho Marine. Thả Malok cho Marine Esports. Cũng như là thêm cả một vị trí nào đây, Lữ Bố chắc. Có nhiều lắm, nhiều lựa chọn lắm. Là Lữ Bố. Nhưng mà những tướng mạnh nhất thì Marine cứ lấy thôi. Malok và Lữ Bố, phía bên này đáp trả lại có thể là bằng Airy, thêm cả Zephyr này rồi Nakroth. Nhiều lắm. Lượng tướng của Game TV là cái điều mà không bao giờ họ phải lo lắng luôn. Vẫn cứ là Airy trong tay của Henry, cũng là điều dễ hiểu thôi, với Long Kiếm và một bộ chiêu thức không thể cơ động được nữa. Thì Airy đang là một vị trí sát thủ với một lối lên đồ không quá bị dễ dàng hạ gục giao tranh. Cái cách lên đồ của Airy với cái áo choàng ám ảnh cũng như những món đồ khác thì giúp cho cái khả năng trụ lại ở đường đến từ Airy là rất tốt. Thêm là cả những bộ chiêu thức nữa. Và bây giờ để đáp trả lại bên phía của Game TV. Trận này tốt nhất là Marine không nên lấy cho mình là Violet nữa. Đúng, hãy làm như vậy. Họ đã sai lầm quá nhiều đến từ Violet rồi. Và chọn Nakroth, nhưng liệu rằng có thể hiện được không? Thêm cả Ra trong tay của BKG nữa, dường như đang có sự đổi đội hình đến từ cả hai bên chăng? Khi hai con bài vừa qua mà Game TV họ vừa chơi trận đầu tiên, thì lần này bên phía Marine Esports họ quyết định tước đi hai con bài này. Đó chính là Nakroth và Ra. Nhưng cuối cùng thì bên phía của Game TV vẫn có được những con bài mà họ muốn thôi. Nếu bị lấy đi Nakroth, các bạn là ngay từ khi mà họ lựa chọn Zephyr ở trong đợt 2, là tôi đảm bảo rằng là trong ván này Game TV cũng đã nghĩ về cái việc mà để cho Marine Esports họ cướp đi Nakroth rồi. Dường như họ muốn thả con bài này ra. Và ngay tức họ lấy Zeal vào. Đấy, Nakroth đấy, các anh chọn và thể hiện đi. Trong khi đó thì Thane sẽ là vị trí cuối cùng để đội hình của bên phía Marine Esports thêm phần chắc chắn. Một đội hình mà chúng ta nhìn qua cả 5 vị trí thì vị trí nào cũng có khả năng gây sát thương cực kỳ kinh khủng. Zephyr đi trợ thủ thì vẫn có kiểu sát thương của Zephyr, còn Zuka đi trợ thủ thì cũng kinh. Vấn đề là như vậy. Và chúng ta thấy rằng là đội hình của Game TV họ chơi rất all-in ở trong ván 2 này. Bên phía của Marine Esports còn lấy cho mình một cái hồi máu, một cái cấp cứu. Còn bên phía của Game TV là gì? Hai bộc phá. Một bất tử. Hai trừng phạt luôn. Hai trừng trị. Thì all-in như vậy, nó là một cái phong cách từ rất lâu, từ cái thời mà Game TV version 1 họ đã thể hiện. Cái version 1 của Game TV bây giờ thì có khoảng tầm 3 thành viên, 4 người đã là nòng cốt của Pro A bây giờ rồi. Trong khi đó thì bên phía Marine Esports, đội hình của họ tạm thời nó khác so với đội hình trước. Đội hình họ công thủ vẹn toàn, đến từ tất cả các thành viên là rất tốt. Lượng sát thương vật lý đến từ Nakroth cũng như khả năng bảo kê đến từ Malok và Thane. Thêm cả một Ra để đội hình thêm phần có khả năng cấu rỉa với những cú đấm chân không. Lần này thì họ quyết định tập trung lượng sát thương vào Nakroth thay vì là tiếp tục sử dụng Violet như ván 1. Nhưng hy vọng rằng đó là một sự khởi sắc dành cho Marine. Việc mà cầm Nakroth để đối đầu với một đội hình toàn sát thủ như này không phải là điều đơn giản cho Tom Kun trong game đấu này. Chúng ta sẽ tới với diễn biến game đấu thứ hai để quyết định xem Game TV sẽ thắng áp đảo tuyệt đối trước Marine Esports hay không, hay sẽ phải tới game đấu thứ ba khi Marine Esports có một pha lộn ngược dòng ngoạn mục. Không có một sự cướp bóc nào đây cả. Cả hai bên đều có những gì không. Tôi vừa thấy một tình huống dường như bên phía Marine Esports họ không muốn ngồi yên nữa rồi. Đang có những hướng xâm lấn vào phần rừng. Đây là một đội hình mà họ đang mạnh hơn đối phương ở thời điểm đầu, vậy nên họ cần phải làm điều đó. Tôi không bất ngờ lắm. Bùa xanh này sẽ được dành cho bên phía
của Tom Kuhn. Những ngày tức thì bên phía Game TV cũng đã có những bước quay trở lại vào cướp rừng, thậm chí họ muốn tấn công vào Colossal. Colossal đã lấy được cho mình cái bùa xanh đó, nhưng đây là Henry đang lao vào. Pietsman và cả Xuân Bách đang gặp nguy hiểm. Pietsman lên bảng điểm số mất rồi. Đã có chiến công đầu dành cho Marine, và tiếp tục đó là Xuân Bách double tap dành cho Tâm, và Henry buộc phải lui thôi. Kiếm khí làm choáng Tâm, nhưng Tom Kuhn không bị làm choáng, anh ta vẫn đuổi theo được. Và đấy, bỗng chốc thay đổi đội hình theo hướng tích cực đã giúp cho Marine có được một cái thế trận nó tương đối ổn trước Game TV trong những giây phút đầu tiên của trận đấu. Đây là hướng gió thay đổi rồi khi bên phía Marine Esports, chúng ta phải nói rằng đó là một tình huống họ chơi rất hay và thông minh. Khi mà để cho Lữ Bố sẽ là người ở lại cố gắng cản chân con bùa xanh, sẽ không có một tình huống đổi bùa, và sau đó các thành viên còn lại tràn sang và cướp thành công bùa xanh, thêm cả hai mạng nữa, một khởi đầu tốt cho Marine Esports. Và với khởi đầu này thì họ hoàn toàn có rất nhiều cơ hội để có thể giành được một chiến thắng trong game đấu này. Nhìn chung thì họ đang có được những lợi thế nhất định thôi. Còn về lượng tiền họ không nhỉnh hơn so với Game TV là nhiều. 14 giây nữa có con rồng đầu tiên của trận đấu, và chúng ta phải đợi qua giao tranh rồng đó thì mới biết được rằng là đội tuyển nào đang thực sự có lợi thế. Pitman đang có những tình huống anh ta muốn tấn công rơi quỷ, và cả Ziu, những người đồng đội của anh ta cũng đã ra để trợ giúp. Dường như là muốn tạo một cái tiền đề nào đó mà Game TV họ đang muốn trước thềm rồng ra, muốn tấn công vào Colossal thay vì di chuyển xuống hướng rồng. Trong khi đó thì bên phía Marine Esports họ đã khởi động con rồng này rồi. Rồng đang mất máu rất nhanh. Bên phía Game TV họ quyết định là buông. Tôi nghĩ rằng như vậy, Henry tới muốn can thiệp không, về thôi, và con rồng thuộc về bên phía Marine Esports. Vừa rồi thì cảm tưởng như là Game TV đã chủ động bỏ con rồng đó dành cho Marine Esports. Rõ ràng rằng là họ tính được rồng. Thế nhưng vừa rồi đó là cái tình huống cảm tưởng như là Henry chỉ vào để kiểm soát xem là đối phương có bao nhiêu người thôi. Chứ còn bản chất Game TV cũng không muốn cướp rồng. Còn bây giờ họ đang đợi, và liệu rằng con đùa đỏ này có dành cho họ hay không? Không có. Bùa đỏ dành cho Tom Kuhn thì đúng hơn. Bé Chanh dùng phong ba tấn công. Tom Kuhn thấp máu. Bé Chanh hạ gục Tom Kuhn. Tiếp tục tấn công. Tâm là người được chọn. Pietsman đang tới với cái loạn đả bổng này, và trầm trọng lực nữa anh ta sẽ tấn công được vào Tâm. Nhưng cuối cùng thì Ma Tông mới là người làm đó. Một hit nữa thôi, Ma Tông chấm dứt được vị trí của Murat rồi, của Rat rồi. Dừa và cả No Why Not đang phải bỏ chạy, nhưng Why Not không chống được rồi. Why Not là người thứ ba lên bảng. Một pha cướp rừng, và Marine Esports để lại ba cái mạng trong khu vực rừng của Game TV. Đó là một tình huống chúng ta lại một lần nữa thấy rằng cái kỹ năng cá nhân đến từ Marine Esports cũng như hướng di chuyển đến từ cả 5 người chơi dường như nó không được tốt cho lắm. Họ có một tiền đề thực sự rất tốt khi họ hơn tới cả 3-0 thêm một rồng. Họ đang hơn đối phương tới hơn một ca tiền, nhưng sau một tình huống họ xâm lấn phần rừng và họ liên tục để mất những vị trí quan trọng. Khi mà Tâm anh ta lên bảng điểm số thì mọi thành viên còn lại của bên phía Marine Esports dường như rằng lên bảng cách quá nhanh. Sau khi ăn xong con rồng thì Marine Esports đã có những quyết định tương đối sai lầm. Họ đã hơi say máu, tiến vào trong rừng đối phương một cách rất hổ báo, tấn công để rồi cuối cùng là nhận lấy trái đắng. Một tình huống mà Henry đã dùng long kiếm chủ động lao vào tấn công và lấy đi một chút máu của Henry. Suy cho cùng thì khả năng solo của Henry và vị trí của Why Not thì tôi vẫn đang nhỉnh hơn dành cho Henry. Và để xem tình huống này có bắt được Sunback hay không. Khó. Tom Kuhn vừa lộ mặt ra nhưng ngay tức thì anh ta cũng đã phải lùi khi mà cái khả năng độ cơ động của L'Oreal là tương tự như Nagrod thôi. Thậm chí rằng Pitman anh ta dịch sẵn rồi, chỉ đợi một pha băng trụ thôi là bên phía Marine Esports sập bẫy những tình huống vừa rồi. Trong lịch sử thì chúng ta cũng thấy rằng Marine Esports họ cũng đã, thậm chí rằng họ đã chiến thắng cả cơm tấm quận 7, một đội mà được đánh giá mạnh hơn Game TV. Nhưng liệu rằng hôm nay đối đầu với Game TV thì phải chăng cái đà tâm lý hoặc là một lý do nào đó khiến cho cả hai trận họ chơi thực sự rằng khá là lỗi? Có những tình huống mà tôi nghĩ rằng họ không đáng có, nhưng không sao, chúng ta vẫn cứ chờ đợi xem Marine Esports sẽ có những tình huống mà khiến cho chúng ta không phải thất vọng. Họ vẫn đang có lợi thế là một con rồng, và đây là hai con rồng. Henry khó chạy được trong tình huống này rồi. Không, anh ta vẫn thoát được cái tình huống hất tung bởi cái luyện ngục đó đến từ Why Not. Con rồng là cái thứ mà Marine Esports họ đang tập trung để đánh vào trong ván 2 này. Còn với Game TV thì tôi cảm tưởng như là họ không thích rồng lắm. Đúng là như thế, và Colossal anh ta đang gây áp lực một mình, một đường công anh ta bào được một cái trụ thôi. Đặc biệt là trong những cái tình huống có rồng thì đội hình của Game TV lại tập trung khá xa. Họ tập trung ở đường kinh công nhiều hơn. Dường như là ăn thịt rồng mãi chả. Ăn thịt rat này, ăn thịt rat này. Tâm khó chạy rồi. Tâm chắc chắn lên bảng không? Đó là một pha mà làm choáng tốt đến từ người đồng đội của Tâm là Dừa. Thế nhưng Dừa thì cũng phải nằm lại thôi. Đó là một pha mà Tâm đã đi hơi lỗi lên cao và để các thành viên của Game TV bắt được, nhưng may dành cho anh ta là anh ta không phải lên bảng thôi. Với tỷ số hạ gục bây giờ, Game TV vẫn đang nhỉnh hơn một chút xíu so với cả Marine. Nhưng về lượng tiền, hai bên tranh nhau cũng không quá nhiều. Những con rồng liên tiếp dành cho Marine Esports, nhưng lượng tiền của họ thì không thể nhỉnh hơn so với Game TV lên đến con số nghìn được. Đó là một tình huống mà BK Dừa anh ta quyết tử cho đồng đội quyết sinh thôi. Cái khả năng farm đến từ các thành viên của bên phía Game TV là quá tốt. Đến từ Henry, đến từ cả Xuân Bách nữa. Tom Kuhn anh ta bị giữ lại, có trầm trọng lực.
đến từ bên mẹ và anh ta lên bảng điểm số cái mạng thứ 5 dành cho bên phía Game TV trong một tình huống tràn lên ở đường giữa. Một tình huống mà Sunback liên tiếp bị dính hai lần cú đấm thăng hoa, và lần này đâu cú đấm trên không chứ. Thế nhưng lần này thì anh ta lại né được cái lần thứ ba đó, lần thứ ba của cú đấm chân không. Colossal đang lao tới nhưng anh ta không có nhiều điều kiện để dứt điểm được bé Tranh. Đúng là như thế, và anh ta đánh tới cả xanh thương lên rồi nhưng mà nghe có vẻ là vẫn chưa ổn. Đang muốn can thiệp, một tình huống can thiệp vào bùa xanh đến với thành viên của bên phía MD Esports, nhưng hình như Colossal anh ta không còn cho mình chiêu cuối để có thể khả năng hồi phục của anh ta còn được nữa. Và quyết vừa định rồi là lui về. Và vừa rồi thì cái bùa xanh đó thì bé Tranh đã cướp lại được. Một thế trận mà khá cân bằng ở khu vực đường dưới này. Tất nhiên lại một lần nữa con rồng ra. Và Game TV thì biết là con rồng đấy. Thế nhưng nãy giờ động thái của họ bây giờ này, cho đến bây giờ đội hình của Game TV mới tập trung ở gần khu vực hang rồng hơn bao giờ hết. Không. So với hai lần trước. Dường như là đang có những mũi hướng di chuyển đến đây nhưng vẫn buông có rồng. Vẫn có một những tình huống buông, kiểu quyết định là pháp quá. Ui giời ơi, sự kết hợp quá tốt. Phải nói rằng đây là combo như trong mơ đến từ các thành viên Marine Esports. Đội hình của Game TV ở ván 2 này thì không thực sự là có vị tướng tanker, không vị tướng chống chịu là thực sự cả. Bản chất Zuka hay là Airy lên đồ chống chịu thì cũng ở mức gọi là đấu kiểu sĩ thôi. Đời anh là Zuka. Bé Tranh dùng phong 3 để tấn công một Colossal rồi, nhưng mà điều này anh ta hơi sai. Thoát đi với phong đội. Thế nhưng chắc chắn anh ta phải lên bảng điểm số khi mà đội hình của Marine Esports họ tập trung ở đó là quá đông. Sunback tới với cái đôi cánh thuần khiết, với con đường xăm hối này, anh ta liên tục gây sát thương. Dừa đang thấp máu, cả tâm cũng như vậy, nhưng họ vẫn lui về được. Trong những phút vừa qua thì bên phía Marine Esports họ cũng đang chơi rất thăng hoa. Đánh nhau đã rồi nói sao, không đánh nhau. Chỉ là những pha trao đổi chiêu thức mang tính chất là giao lưu học hỏi mà thôi. Đang chơi khá thăng hoa đến các thành viên Marine Esports. Khá khen những tình huống của họ, những bước di chuyển. Và tạm thời thì họ đang có một sự nhỉnh hơn một chút so với cả bên phía Game TV khi hơn khoảng 2k tiền. Và đặc biệt là một cái trụ mà áp lực Colossal anh ta gây ra đường có kinh công. Và bây giờ thì với những cái tiền đề này, họ hoàn toàn có cơ sở để xâm lấn cũng như tràn lên đục thủng một chiến tuyến nào đó của bên phía Game TV và giành cho mình chiến thắng ở game đấu thứ hai này. Chiến thắng đó là điều chúng ta sẽ nói sau, bởi vì nhìn vào lượng đồ, biểu đồ lượng vàng thì cả hai bên đều lúc lên lúc xuống, cũng không hẳn là Marine Sports họ đang dẫn trước hoàn toàn so với Game TV. Có điều bây giờ họ đang mạnh hơn hẳn, họ mạnh hơn thôi. PSMA lúc này mới cấp 8, một con số đáng báo động khi mà phía bên kia người thấp nhất về cấp độ bên phía Marine Esports đã là cấp 9. Đó là vị trí của Dừa. Con rồng còn 22 giây nữa sẽ hồi sinh. Và đây là lúc mà Game TV cần phải suy nghĩ về việc họ có tiếp tục để con rồng dành cho Marine Esports nữa hay không. Dường như một tình huống trao đổi trang khi bên phía Marine Esports chúng ta thấy rằng họ tập trung rất nhiều đường phi công. Ở dưới này Why Not anh ta bị giữ lại, có luyện ngục muốn về nhưng không thể về được rồi. Quá khó khi đó là Zil cũng như là Airy trong tay của Henry và bé Tranh. Henry và cả bé Tranh đã bắt bài được vị trí của Why Not. Henry anh ta còn giữ lại cái kiếm khí để ngăn lúc mà Why Not anh ta luyện ngục về, anh ta tung kiếm khí ra giữ Why Not lại một lần nữa. Con rồng này dành cho Game TV và solo đường trên, tôi chắc là như vậy thì Ma Tông đã hạ gục được các thành viên của Marine Sport một người thôi, nhưng nó là quá đủ khi mà Marine Sport họ tập trung quá đông thành viên lên đường trên. Thế nhưng cuối cùng họ không làm được gì cả, Ma Tông đã gục rồi, nhưng Henry và bé Tranh đã tới và Game TV họ đang quét tan nát đội hình của Marine Sport. Họ mất đến 3 người trong pha giao tranh vừa rồi, mất thêm cả con rồng nữa. Lượng tiền lúc này Game TV đã chính thức quay trở lại và vươn lên dẫn trước. Mặc dù họ có những vị trí mang khả năng chống chịu khá tốt, nhưng hãy để ý mà xem cái hiệu ứng khống chế đến từ bên phía Marine Esports không phải là quá nhiều. Trong khi đó đội hình của Game TV không ai có thể giữ chân lại được cái đội hình phải đến cả 5 thành viên rất cơ động như thế này. Đó là lý do tại sao mà những vị trí chủ tâm chủ lực ở bên phía Marine Esports, ví dụ như Tâm, như Tom Kun hoặc cả Colossal nữa liên tục phải lên bảng điểm số trong tức tưởi. Khi mà những thành viên này lên bảng thì cái lượng đam từ Why Not cũng như đến từ BK Dừa là không quá nhiều mà bên phía Game TV họ phải để ý, và sau đó lần lượt là những mạng lên bảng điểm số thôi. Và đâu đó ở trong khu vực bùa xanh lại một lần nữa có một sự giao tranh nhỏ diễn ra. Bé Tranh lao tới với phong độn làm chậm Dừa với phong đao, và anh ta sẵn sàng để cho Dừa lên bảng điểm số nếu như Dừa không chạy kịp trong tình huống đó. Con rơi quỷ đã có. Why Not solo với Henry ở khu vực đường dưới, một mình Henry chấp hai, anh ta lên bảng điểm số mất rồi. Nhưng bản thân Why Not cũng đã bị mất đi cái luyện ngục. Ma Tông và cả bé Tranh nấp trong đây và đợi chờ tấn công vào Colossal. Colossal chắc chắn lên bảng tình huống này, 3-1, không phải là chột nữa mà vào quan tài luôn. 17 liên tục là những tình huống bắt lẻ rất tốt từ bên phía Game TV. Ngược lại thì bên phía Marine Esports như đã nói, họ không phải là một đội hình bắt lẻ tốt. Hãy nhìn và xem, thậm chí rằng Sunback anh ta cần 3 luôn trong tình huống này. Không cần được rồi. Khó. Rất khó để cần 3 vì bản thân Sunback cũng đã lỗi một vài kỹ năng, đặc biệt là con đường xăm hối của anh ta tung ra không thực sự chuẩn xác.
Pisman sẽ có mặt ở đây để phòng thủ cái trụ thứ hai khu vực dưới này. Trong khi đó thì kinh công đã được khởi động đến từ Game TV, và đây là điều mà Marine Esports họ không thể dự đoán được. Đây là bước đi mà Marine Esports họ không thể nào theo kịp được Game TV. Đây sẽ là con kinh công dành cho Game TV, và thế trận trong thời gian sắp tới đảm bảo rằng là Marine Esports sẽ phải bất ngờ. Với con kinh công này thì lại một lần nữa bên phía Game TV họ tạo ra một bất ngờ, cũng như khả năng mà bên phía Marine Esports họ quan sát bản đồ cũng như bộ cách họ có cái tầm nhìn về bố cục là thực sự chưa được tốt. Khi họ phải nghĩ đến điều này rồi, tôi nghĩ là họ phải nghĩ đến điều con kinh công rồi. Khi chúng ta thấy rằng cái hướng di chuyển cả hai bên đều có 3 thành viên để lên đẩy lẻ một đường nào đó, nhưng bên phía Game TV là cái hướng di chuyển của kinh công, họ gần như không thể biết được. Marine Esports là hướng có rồng. Tôi cảm nhận rằng là Marine Esports đã không đoán được bước đi của Game TV trong tình huống đó. Lúc này với bộ lợi kinh công, Game TV mạnh hơn hẳn, đấy là điều chắc chắn luôn. Dùng phong ba hạ gục rất nhanh dừa, và bé Tranh đã bá đạo mất rồi. Và đến lúc này thì với bộ lợi kinh công và với đầy đủ những bùa lợi đến từ quái rừng, Game TV sẽ sẵn sàng cho một pha giao tranh đẩy cùng lúc cả ba đường áp lực. Đường dưới đó là Henry, áp lực đứng trên là Ma Tông, và ba thành viên của Game TV đang ở khu vực đứng giữa, cả Why Not và cả Tâm đều phải xuất hiện ở đây. Nhưng Ma Tông đã tới, anh ấy định một mình cân đối phương trong trụ, và tôi cho rằng đây là lúc mà Ma Tông lại phải đi thử vũ khí rồi. Phải nói rằng một tình huống mà anh ta đảo hơi không ổn. Ở trong khi đó thì Colossa anh ta bị giữ lại trong tình huống này, có Long Kiếm được bật lên. Lên bảng không? Vẫn không lên bảng được với cái chiêu cuối của Lũ Bố. Không lên bảng. Vừa rồi đó một pha mà tôi cho rằng là Colossa anh ta đã gặp may. Thế nhưng mà trong lúc bộ lợi kinh công thì Ma Tông dường như bị búp quá đà về mặt tự tin, nên anh ấy lao vào trong trụ và ra đi như một vị thần. Phải nói rằng tổ lái. Không, tổ lái vừa rồi thì không, không. Lái, tổ lái vừa rồi đấy là tổ lái quá kém luôn. Bạn lái vậy là ngay tức là bạn cơ động hỏi thăm luôn. Và bây giờ thì mặc dù đã có sự cố gắng đến từ các thành viên bên phía Game TV, nhưng dù sao thì bên phía Marine Esports họ cũng có khả năng, phải nói rằng bám trụ cũng như rằng chống lại những đợt tấn công từ bên phía Game TV bắt đầu khó chịu đến từ Tâm với những cú đấm chân không. Cần phải xem lại bên phía Game TV phải có một mũi khoan nào đó nó mạnh mẽ hơn để có thể có đấy được cái hàng phòng ngự này mà Marine Esports họ đang tạo ra. Họ đã có một cái mũi khoan rất mạnh, đó là Ma Tông, với kiểu Ma Tông style vừa rồi, đó là style đi tự tử. Thế nhưng mà lúc này thì Ma Tông vẫn đang đâu đó ở trong khu vực rừng của mình, anh ấy vẫn chưa lộ diện. Tôm Cun đang quá thấp máu, Ma Tông và cả bé Tranh tấn công vào Colossan. Colossan chắc chắn lên bảng, Ma Tông chưa lên bảng, và điểm hạ gục truyền thuyết dành cho bé Tranh mất rồi. Một mình Pisman đây, anh ta làm trắng ba người, tiếp tục với loạn đảo bổng, tiếp tục là khiến cho Why Not phải dùng đến cái luyện ngục để thoát đi. Nhưng Henry, bé Tranh và cả Xuân Bách đã tới. Excalibur không hạ gục được ai, Dừa là người đầu tiên lên bảng, Why Not tiếp tục bị tấn công, Tâm sẽ là người thứ hai và Why Not sẽ là người thứ ba, và đội hình của Marine Esports tan vỡ. Một tình huống mà bên phía Game TV họ phải nói rằng hình như rằng họ dùng 4 cân 5 thì phải, khi Zuka anh ta đang được điều lên đường có rồng. Và với tình huống vừa rồi, một lần nữa chúng ta thấy bên phía Marine Esports dường như họ đang bị thiếu một cái gì. Trong những pha giao tranh họ bị thiếu đam khá nhiều, trong khi đó thì bên phía Game TV họ chỉ thắng. Mặc dù họ thắng nhưng cái lượng máu trên cửa bên phía Game TV không là quá nhiều. Điều đó nói nên rằng Marine Esports họ cần nhìn lại ở cái đội hình của mình, trong cách mà họ tập trung gây sát thương, nó không được ổn bằng bên phía Game TV. Tưởng chừng như là Marine Esports họ đã có được những lợi thế, họ đã có những cái tiền đề để phát triển trận đấu này theo ý của họ, nhưng không. Họ đã mắc quá nhiều sai lầm trong những pha giao tranh, đặc biệt là ở thời điểm như tôi đã nói là Game TV ăn kinh công, thì Marine Esports họ toàn bị rối vì họ không theo kịp nổi cái hướng đi của đối phương nữa. Cái trụ thứ hai khu vực đứng trên đã bị lấy đi rồi. Lúc này chỉ còn lại một trụ bảo vệ, à đâu, chỉ còn lại hai đường dành cho Marine Esports mà thôi. Họ đã bị mất đi đường giữa, và một pha giao tranh sắp tới, Game TV hoàn toàn có thể dứt điểm được ván 2 và qua đó thắng chung cuộc. Thủng ở đường ở giữa rồi, bên phía Marine Esports họ không biết cách phát triển những cơ hội mà bên Game TV đã cho. Họ không biết cách để có thể kéo giãn cũng như là dứt điểm trận đấu. Họ đang dậm chân tại chỗ trong chính một cái đội hình mà tôi nghĩ rằng đây là một đội hình không phải là yếu. Bé Tranh đang rất tranh chua khi một mình cân ba với Diu quay ngược trở lại chém. Cân ba lấy được hai mạng, đó là câu trả lời của bé Tranh. Và thêm cả Ma Tông tới thì là hủy diệt Tâm lên bảng điểm số. Tiếp theo đó chính là Colossal. Và cuối cùng là chiến thắng nhẹ nhàng dành cho bên phía Game TV. Không phải là quá nhẹ nhàng, nhưng dù sao thì như vậy thì cũng rất là tốt rồi, khi mà thậm chí rằng Game TV khoảng gian đầu họ không thèm, không phải là họ không thèm hoặc là họ có một chiến thuật nào đó là không để ý tới rồng luôn, nhưng họ vẫn chiến thắng được một cách nhẹ nhàng mặc dù bị dẫn trước từ bên phía Marine Esports. Kinh nghiệm là điều mà kinh nghiệm cũng như là chiến thuật phong phú là điều mà Game TV đang sở hữu, họ nhiều hơn hẳn so với Marine Esports, và điều này nó khiến cho Marine Esports họ cảm thấy chật nhịp. Nếu như lúc đầu những cái nhịp game diễn ra, Marine Esports đã bước đầu có được những lợi thế,
họ có được lượng vàng hơn đối phương, họ có được thế trận hơn đối phương, họ có rồng. Thế nhưng ngay sau đó, những pha mà quá tham lam về rừng đối phương và những quyết định giao tranh không đúng lúc đúng chỗ đã khiến cho Marine Sport thất thủ hoàn toàn trước MTV. MVP trận đấu này là Tâm, rất tốt với những màn thể hiện ra của anh. Nhưng điều đó là không đủ để kéo lại được một chiến thắng dành cho Marine Sport. MVP bên phía Game TV không ai khác chính là Bé Tranh, con số tròn trĩnh là 12.000 tiền. Và các bạn thân mến, chúng ta đã kết thúc trận đầu tiên trong tuần thi đấu ngày hôm nay, tuần thi đấu thứ 7. Trận đấu diễn ra giữa Game TV đã và Marine Sport đã kết thúc với tỷ số 2-0. Chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ ngơi trong ít phút trước khi đến với trận đấu thứ 2 diễn ra giữa Pro Amy và Z Team.